Chào các bạn. Hả? Xin chào các bạn, mình học tiếng Việt 3 tháng rồi. Hôm nay mình sẽ nói 100% bằng tiếng Việt. Ok. Thì trước đây mình đã từng ra một video kiểu Saka một ngày nói bằng tiếng Việt rồi. Nhưng mà hôm nay mình muốn làm lại. Bởi vì Saka đã học tiếng Việt rồi nên mình muốn làm lại video này để cho các bạn xem thử trình độ Saka tới mức nào rồi nha. Hôm nay muốn đi đâu? Em muốn đi mua sắm. Mua sắm. Có tiền không? Dạ không. Ok, anh sẽ trả cho em. À, có muốn ăn. Thì Saka kiểu mà mấy cái mà cơ bản thì Saka nói hết rồi nha các bạn. Em đói quá. Chúng ta phải ăn chưa? Em muốn ăn cái gì? Em chưa biết. Em muốn ăn gì? À, anh cũng không biết nên em chọn đi. À. Đó thì các bạn có thể nghe là giọng Saka là nói giọng Hà Nội các bạn, bởi vì ở trường của Saka là giáo viên là đều là người Hà Nội các bạn, nên dạy Saka cũng là tiếng Hà Nội luôn, nên là những bạn nào mà gặp Saka muốn nói chuyện Saka thì phải chuyển sang nói giọng Hà Nội các bạn, chứ kiểu là chuyển sang nói giọng miền Nam thì chắc Saka cũng hơi khó hiểu nha. Nhưng mà mình nghĩ thì chắc ở đây một thời gian chắc Saka cũng sẽ hiểu thôi. Em có phải nói giọng Hà Nội không? Giáo viên của em là người người Hà Nội mà. Ừ. Chắc tầm khoảng 6 tháng nữa là Saka nói ngon rồi các bạn. 6 tháng nữa là em làm dâu Việt được rồi. Dạ. Ok, bây giờ mình sẽ đi ăn cái gì thôi nha. Để em Pikachu nha đi, mang theo làm cái gì? Em cũng quên. Tại sao em muốn đi lên mắt? Em muốn đi gần đây. Vì sao? Trời sắp mưa. Trời sắp mưa. Trời sắp mưa. Làm cái video này là được cái gì ta? Khỏi phải làm sub các bạn. Tầm khoảng 1 năm nữa là mình không cần phải làm sub nữa rồi. Em muốn đi siêu thị. Em có thích ăn kem không? Em có thích ăn kem không? Dạ có. Em thích cái này. Cái này ngon. Bây giờ muốn ăn cái gì? Bánh xèo. Bánh xèo đảo. Bánh ngon quá. Ngon quá. Đó, tụi mình sẽ vào quán này ăn nha các bạn. Bữa nay dưới nhà mình rất là gần. Đây em là một bánh xe truyền thống. Em có thích nơi này không? Dạ có. Hôm nay là lần thứ hai. Lần trước em đi khối bạn em. Em uống cái này đi. Cái này là gì? Nước sâm. Có thích không? Không thích. Người ta gọi là nước mát á các bạn, giống giống kiểu nước sông luôn. Không thích hả? Em vừa tập đây được. Em có thể ăn hết không? Không. Chúng ta cũng ăn cái này thôi nha. Anh đi, anh đi. Ok, thank you. Cảm ơn. Em có thích ăn ớt không? Giờ sẽ cả thành người Việt luôn các bạn. Em ăn trước đi. Mày vẫn bánh xèo miền Tây các bạn, siêu bự luôn.
nhiều, ở bên trong nhiều thịt lắm. Cái này phú quá. Em không ăn tất cả. Bạn ăn xong rồi nha. Sau khi ăn xong, chúng ta đi đâu vậy? Đi cà phê. Hôm nay nhiều người đi bơi quá. Dạ. Muốn bơi. Không, em cũng muốn bơi không? Em mặc bikini rồi vào đây bơi đi. Hôm nay là thứ bảy các bạn, đây là người bơi khá đông chứ thường thường. Ở bơi cũng rất là vắng các bạn. Bây giờ muốn đi quán cà phê nào? Em muốn đi Cộng cà phê. Ok. Em thích cacao ở đây à? Rất ngon. Tôi còn muốn cà cao các bạn. Cái gì á? Bây giờ sẽ gửi gọi món lên. Đây là người ta làm hai tầng các bạn, tầng dưới tầng trên hai cái shop khác. Mà ở khu này mình chắc đây mới là lần thứ hai mình tới. Thử cà phê của anh trước đi. Dừa. Cà phê dừa. Dừa. Ăn bằng muỗng được. Cacao ở đâu cũng có. Ngon. Mình chưa uống hết ly mà sao cả uống được hết ly rồi. Sao em uống nhanh vậy? Cái này rất ngon. Vậy thì xuống gọi thêm một ly nữa. Dạ không. Tại sao? Em hơi lặng. Mới 3 tháng rồi mà như này rồi thì mình nghĩ chắc tầm 1 năm thì chắc nói rõi các bạn. Mới uống xong cà phê rồi nha các bạn. Bây giờ muốn đi đâu? Em muốn đi Uniqlo. Uniqlo? Ngay đây luôn. Okay. Ở Nhật em có hay mua Uniqlo không? Dạ. Tại sao? Em thích Uniqlo. Vì Uniqlo rẻ và tốt. Thời gian thì mình đã shopping xong rồi bạn. Sao cả, what did you buy? What did you buy? Em đã mua Ấn Độ ấy. Ấn Độ ấy? Phải đi xe Ấn Độ ấy. À, đồ lót. Đồ lót đó. Có mua được quần jean không? À, không. Tại sao? Anh đã mua jean. Nhưng vì sao em không mua jean? Được. Jeans. Em khó quá. Dễ. Lắc dễ. Nói thiệt, mình đi mua đồ Saka thì khó các bạn. Đi mấy tiệm Saka không bao giờ mua được đồ. Chắc là và tụi mình về ở nhà nha các bạn. Và bây giờ thì chắc tụi mình sẽ chờ tới 9 giờ. Và tối nay tụi mình sẽ đi coi phim Avatar. Tối nay coi phim Avatar. Yeah. Nhưng Em sẽ không hiểu. Tiếng Anh em đủ tốt để hiểu. Mỗi khi có phim Saga Việt Nam gọi là kiểu như không có sub tiếng Nhật á, nên Saga cũng khó hiểu các bạn.
Tụi mình đi coi Black Adam thì xe cây cũng hiểu chắc được 70% rồi, nên không sao. Ok, và bây giờ thì tụi mình sẽ chắc ngồi làm gì đó chờ 9 giờ đi coi phim đó các bạn. Okay. Em đã nhà vệ sinh chưa? Dạ, hai lần rồi. Ok, và tụi mình về tới nhà rồi nha. Và bây giờ cũng gần 1 giờ rồi các bạn. Và chắc video cũng hết rồi. Và nếu các bạn thích video này thì nhớ subscribe và like. Yeah. Yeah. Okay.